chiến tranh giữa các chiến binh, sức mạnh tối cao của nhân loại, Lý Lạc Tử bị thương. Kẻ xâm lược đang từng bước thua trận. Ngay khi Lý Lạc Tử sắp phải đối mặt với cái chết, Lý Quan Kỳ đã chi 3-6 tỷ mời một người từ tiệm tạp hóa xuất trận để chứng minh rằng kiếm thuật hàng đầu của đại quốc là chiến thần. Ánh mắt của Trần Trường Thanh đã thu lại, đầy sự kinh hoàng. Cảnh giới thần cấp với hai thuộc tính đạt đỉnh, thậm chí không thể chặn lại một chiêu của đối phương. Ngươi dựa vào sức mạnh của sinh linh, cưỡng chế đột phá đến cảnh giới thần, dù có không chết ngay bây giờ, sợ rằng cũng không sống được lâu. Ta có thể dùng sức mạnh của thịt và máu để đột phá lên trên cảnh giới thần, thì cũng có thể dùng cách tương tự để tiến xa hơn. Chỉ cần trong vũ trụ này còn sinh linh tồn tại, ta sẽ không chết. Thần linh sẽ khiến ta trở thành người đầu tiên bị nuốt chửng, người đầu tiên bị nuốt chửng trong nhân loại. Nói xong, từ từ tiến về phía Lý Lạc Tử. Trần Trường Thanh ngay lập tức chặn Lý Lạc Tử ở phía sau. Các cường giả cảnh giới thần khác đều vội vàng tiến về phía Lý Lạc Tử để bảo vệ. Chỉ dựa vào các ngươi, những kẻ kiến cỏ không biết tự lượng sức. Thế giới này ngoài ngai vàng ra, không còn ai có thể ngăn cản bước chân của ta. Nền văn minh nhân loại cũng sẽ trở thành lịch sử. Và ta chính là người sáng lập nền văn minh mới. Nói cho ta biết em trai ngươi ở đâu. Ta có thể cho ngươi một cái xác nguyên vẹn. Hắn ở một nơi rất an toàn, một nơi mà ngay cả ngươi, thậm chí là ngai vàng phía sau ngươi, cũng không dám dễ dàng đặt chân vào. Người đứng đầu kẻ sát phạt lại cũng biết dùng lời lẽ. Nếu không nói, thì ngươi hãy chết đi. Trong tiệm tạp hóa, Lạc Đông và những người khác nhìn lên màn hình. Trên đó chính là tất cả những gì xảy ra trên chiến trường. Anh ơi, em đã về. Tiểu tiểu về rồi đấy hả? Ông chủ, hành động đi, màn hình đang chiếu, anh tôi sắp chết rồi, xin anh giúp. Diệt Đông Lăng Vân. Có tổng cộng 15,842 cách để diệt Đông Lăng Vân. Vũ khí cấp 9, tàu lạc thần, 40 triệu nghĩa hoặc vũ khí vũ trụ nhỏ X1. Dừng lại, chúng ta có thể nói từ trên mạng không? Diệt chất Đông Lăng Vân. Vũ khí cấp 1, kiếm bảo vệ ánh sáng, hàng tiêu hao một lần, 2 tỷ. Chọn cái này đi. Lạc Đông ngay lập tức nhìn vào số tiền trên người Lý Quan Kỳ, đành chịu nói. 3-6 tỷ, tôi có thể giúp anh giải quyết. Lý Quan Kỳ không do dự, trực tiếp đưa toàn bộ số tiền còn lại cho họ. Ông chủ, Đông Lăng Vân hiện giờ đã ở trên cảnh giới thần, anh có tự tin không? Ngươi nói gì? Ngươi đang nghi ngờ thực lực của ta sao? Chết tiệt, nếu ta không cho ngươi thấy một chút, ngươi sau này sẽ không thể làm việc tốt được nữa. Nhất định phải thị uy mới được. Triệu Thiên Vũ. Triệu Thiên Vũ nhanh chóng đến trước mặt Lạc Đông. Lạc Đông trực tiếp đưa ánh mắt kiếm cho Triệu Thiên Vũ. Triệu Thiên Vũ, bây giờ ta cho cậu một khoảnh khắc tối cao của nhân loại, cậu hãy giải quyết đám tiểu tốt đó. Ông chủ, anh không ra tay sao? Chỉ là một con kiến nhỏ thôi. Sinh mệnh của Lý Lạc Tử dần dần trôi đi. Nhìn về phía đồng bào ở xa, cuộc đời ta trải qua hơn trăm tai ương, gặp được các người thật là may mắn. Nhưng với tư cách là thủ lĩnh, ta lại không thể mang đến cho các người một bầu trời xanh. Thật là xấu hổ. Tôi xin lỗi các bạn. Thủ tọa, lần này lên thiên đường, tôi sẽ tổ chức tiệc cho các bạn. Đón gió rửa bụi, rơi xuống địa ngục, tôi nhất định sẽ dẫn đầu để mở đường cho các bạn. Lễ tiễn biệt, cảm ơn tất cả mọi người, tạm biệt. Khi phát triển kiếm này chuyên để đốt lửa. Lần này lên thiên đường, tôi sẽ tổ chức tiệc cho các bạn. Đón gió rửa bụi, rơi xuống địa ngục, tôi nhất định sẽ dẫn đầu để mở đường cho các bạn. Lễ tiễn biệt, cảm ơn tất cả mọi người, tạm biệt. Chốt đến nơi rồi, vẫn còn nhiều lời vô nghĩa. Ta sẽ để các người tận mắt thấy, cái mũ xanh sẽ bị ta ăn từng miếng một. Đến lúc đó thế giới này, ta sẽ là kẻ thống trị cuối cùng. Ngay lúc này, trên bầu trời, một chút dao động mơ hồ truyền đến. Hai bóng hình xuất hiện từ không trung. Có một câu người nói đúng, cuối cùng ngươi sẽ bị diệt như một con heo. Lý Quan Kỳ, nhiều năm qua luôn đè đầu ta. Tốt tốt tốt, ta còn chưa đi tìm ngươi, ngươi lại tự chạy đến đây xin chết. Thật là không công sức mà có được. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tự đến. Lắm mồm, ta đến đây để diệt ngươi, không phải để nghe ngươi than phiền. Chỉ dựa vào ngươi, ngay cả Lý Lão Tử một người thức tình hai thuộc tính cũng không phải là đối thủ của ta. Ngươi tuổi lòn. Không phải ta, là hắn. Lý Quan Kỳ, hóa ra ngươi cũng là kẻ sợ chết. Tự mình trốn sau lưng, lại để một người siêu phàm đến đây để chết. Ngươi biết rõ rồi, ngươi muốn diệt ta. Đương nhiên, nhiệm vụ của ta đến đây là diệt ngươi. Đây là câu chuyện hài hước nhất mà ta từng nghe. Một kẻ siêu phàm lại muốn diệt ta. Vậy ngươi hãy nói cho ta biết, ngươi sẽ diệt ta như thế nào? Chỉ dựa vào thanh kiếm này, thật là kẻ ngu ngốc. Dù nó là một thần khí, nhưng trong tay của một kẻ siêu phàm như ngươi, thì có thể phát huy được bao nhiêu sức mạnh?
trên cảnh giới thần. Trong thế giới này chính là tồn tại vô địch. Và ta chính là thần linh của các ngươi. Sức mạnh lớn nhỏ ta không biết. Liệu có vô địch trên cảnh giới thần hay không ta cũng không rõ. Nhưng nếu ông chủ muốn người chết thì ngươi phải chết. Triệu Thiên Vũ từ từ nâng thanh kiếm ánh sáng trong tay lên. Ngươi dù là thần linh, cản được một kiếm này thì cũng khó đấy. Quyết định đúng đắn nhất trong đời ta là theo Lạc Đông lão bản. Triệu Thiên Vũ ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc và phấn khích. Có thể thành tựu của anh ấy trong tương lai sẽ cao hơn nhiều so với bây giờ, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ phấn khích như bây giờ. Tất cả điều này đến từ sự ban tặng của Lạc Đông. Trong sự phấn khích, một tiếng gầm thét vang dội. Sát phạt giả, có ông chủ của ta thì không phải lo gì. Ông chủ đã nói, đánh xong thì chạy, không được dây dưa nhiều. Kiếm khí chỉ có một đường, mạng của ta cũng chỉ có một lần chém. Tôi không đánh nữa, tôi muốn đầu hàng, xin các người hãy tha cho tôi. Lý Lạc Tử nhìn kẻ sát phạt đang cầu xin tha thứ. Trước đây những người này từng là đồng bào của mình, cũng là một phần của Hoa Hạ. Chỉ vì một ý niệm sai lầm mà đi vào con đường giúp kẻ xâm lược tiêu diệt nhân loại, cũng là một nhóm người đáng thương. Rời bỏ con đường thật đáng buồn. Come on, cho ta lên. Đừng để sót một ai. Những kẻ chưa chết thì chỉ còn vài nhát nữa. Ngươi không hiểu sao? Phản bội chỉ có một lần và vô số lần. Là thủ lĩnh, không thể có một trái tim thánh mẫu. Để tránh sau này gây ra lửa. Là ngươi khiến ông chủ ra tay đúng không? Ngươi nghĩ ta dám sao? Ngươi quá coi trọng ta rồi. Đã tiêu tốn toàn bộ tài sản của ta. Vậy ngươi tham gia vào nhóm của ông chủ nhỏ đi. Hối hận không? Kẻ siêu phàm mầm ý đó là nhân viên đầu tiên mà ông chủ nhận. Ngươi nghĩ hắn hối hận không? Lý Lạc Tử nhìn về một bóng hình đang ôm thanh kiếm trong tay và cười ngốc nghếch. Ta nghĩ hắn chắc chắn sẽ cảm thấy rất may mắn. Ngay khi mọi người vừa chìm đắm trong niềm vui chiến thắng, bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng gầm thét.